Và đây là bánh bông lan hấp trà xanh của mình nè. Bánh vừa dai dai, vừa xốp xốp và vừa mềm mềm nữa các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là thơm mùi trà xanh nữa. Nó vừa thơm mùi trà xanh và vừa thơm mùi lá chuối, nó rất là đặc biệt luôn. Cái bánh của mình tơi xốp nè. Đó, không thua gì bánh nướng nha. Bánh hấp nó sẽ có một cái mùi vị riêng của hấp nữa. Bánh rất là mềm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên bây giờ mình sẽ làm những cái khuôn như thế này bằng lá chuối để mình hấp bánh nha. Chuẩn bị cho mình một cái lá chuối hình chữ nhật dài khoảng 9 cm và rộng khoảng 7 cm. Sử dụng thêm cho mình một cái kim bấm nha. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu làm. Các bạn chú ý nha. Gấp như thế này nè. Đó, như vậy là xong. Tương tự vậy các bạn làm cho mình nhiều nhiều để mình hấp bánh đó. Thì về nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là 5 quả trứng gà và mình đã tách ra lòng đỏ riêng rồi nè. Và lòng trắng mình để riêng. Tiếp theo thì về bột mì. Bột mì thì mình sẽ sử dụng là 160g bột mì. Bột mì thì các bạn có thể là sử dụng bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 8 nha. Tiếp theo là đường cát trắng. Đường cát trắng thì mình sẽ sử dụng là khoảng 180g đường cát trắng. Sữa tươi thì sử dụng khoảng 17g sữa tươi. Mật ong thì sử dụng cho mình một muỗng cà phê nha, khoảng 6g mật ong. Dầu ăn thì sử dụng cho mình là khoảng 15g dầu ăn. Bột bắp thì sử dụng cho mình là 20g bột bắp. Bột trà xanh thì sử dụng cho mình khoảng 5g bột trà xanh. Bột nổi thì sử dụng cho mình khoảng nửa muỗng cà phê bột nổi. Ba loại bột này mình để chung một cái dĩa luôn. Chỉ có phần đường với lòng trắng trứng là mình để riêng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn cái phần lòng đỏ nha. Giờ mình sẽ cho bột mì vào. Mình rây cho nó mịn nha. Rây hết vào luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp tục là bột bắp, bột trà xanh và bột nở vào đây luôn. Cho sữa tươi vào nè. Dầu ăn vào luôn. Mật ong. Bây giờ mình sẽ trộn đều nó lên nha. Rồi mình trộn đều sơ như thế này là được nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh lòng trắng nha. Mình cho vào 1/3 muỗng cà phê muối. Mình đánh cho nó có bọt lên. Nó có bọt như thế mình sẽ cho đường từ từ vào. Mình đánh với tốc độ nhanh chút xíu nữa, đừng có trung bình, nhanh hơn cái mức trung bình nữa nha.
rồi cứ cho từ từ đường vào, cho từ từ tới hết luôn. Trứng mình đánh cho nó bong cứng lên như thế này nè, khi mà mình kéo nó lên á, nó thành một cái chóp, nhưng mà những cái chóp này nó không có bị gãy nha, nó thẳng như luôn á, vậy là được nha. Bây giờ mình sẽ chia làm phân nửa, mình cho vào cái tô này nha. Giờ mình sẽ trộn nó lên. Mình trộn nó lên bằng máy cũng được đó, mà mình trộn từ từ thôi nha. Khi mà mình đánh như vậy sẽ giúp cho cái bánh của mình không những bong xốp mà nó còn dai nữa các bạn. Mình sẽ đánh trong khoảng 2 phút 30 giây hoặc là 3 phút nè, cho nó dai lên. Rồi sau khi trộn xong rồi nó dẻo nè. Bây giờ mình sẽ cho cái lòng trắng trứng vào từ từ nha. Rồi mình sẽ trộn lên như thế này. Mình trộn nhiều cũng không có được đâu nha các bạn. Mình trộn đến khi nào mình cảm thấy nó không có còn cái màu trắng đó, nó lẫn lộn ở trong cái hỗn hợp của mình là được nha. Mình không dùng máy mình đánh nha, chút này là mình phải trộn bằng tay á. Mình đã trộn nó đều rồi nè. Nó còn hơi chút xíu màu trắng không sao đâu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quét dầu ăn lên cái lá chuối của mình á. Còn nếu như không có dầu ăn thì sử dụng bơ. Thì mình thích thơm thì mình sử dụng bơ nha. Mình đừng có thoa nhiều quá, thoa vừa vừa thôi. Cái này hơi nhiều. Thoa đều hết luôn nha các bạn. Mình đã thoa dầu xong rồi nè. Trong lúc này thì các bạn nhớ chuẩn bị cho mình một cái nồi hấp nha, để mình hấp bánh. Rồi mình sẽ cho vào nha. Nếu như các bạn có cái túi bắt kem á, các bạn cho vào nó dễ hơn nè. Mình làm được khoảng 23 cái khuôn như thế này, bây giờ mình sẽ dặn bánh nha. Mình sẽ chất bánh lên sưởng để hấp nha. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi hấp. Thì hấp bánh hông lan thì người ta sẽ hấp lửa lớn nha các bạn. Bánh của mình sau khoảng 15 phút hấp đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Cứ khoảng 5 phút thì các bạn mở nắp ra để xả cái hơi nha. Nếu không là cái hơi nước nó sẽ đọng vào cái bánh của mình đó. Và đây là thành quả của mình. Để mình lấy bánh cho các bạn xem nè. Nó dễ chóc lắm. Đó. Coi nó xốp nè. Đó. Rất là thơm. Thơm mùi trà xanh rồi thơm mùi lá chuối nữa.
vừa dai dai, vừa mềm mềm, vừa xốp xốp nữa. Cái cách mà mình hồi nãy mình đánh bột rời ở ngoài, đó là cái cách giúp cho cái bánh của mình dai ngon như vậy đó các bạn. Nó cũng giống như là một bí quyết vậy đó. Tại vì đối với bột mì nếu như mà mình đánh nhiều thì nó sẽ trở thành dai, tơi xốp nè. Giờ mình ăn thử một miếng nha. Về độ ngọt thì rất là vừa, bánh mềm, nó không bị xẹp nha các bạn. Này mình lấy ra nãy giờ là nó vậy luôn á, nó căng ra như thế này. Đây. Bánh rất là dễ lấy. Nhìn thấy cưng quá ha các bạn. Giống như những chiếc xuồng hay là giống như những con rùa vậy đó. Bánh ngon quá. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công với món bánh này nha. Về cái khâu đánh trứng á, thì các bạn đánh trứng cho nó bong cứng ra và nó có chớp nhọn là bánh ngon nha. Đó. Phải nói là rất là đặc biệt loại bánh này.